dùng sức phương tiện giáo hóa các hữu tình, dùng sức bát nhã phá dẹp các ma, thành tựu nguyện lực, việc làm và lời nói không trái nhau. Khi vua chuyển luân nghe Phật thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu, vui mừng hớn hở như được điều chưa từng có, tự lấy mão ngọc cởi chuỗi anh lạc quỳ thẳng dâng lên cúng dường Như Lai, xa bốn đại châu dâng cúng hết cho Phật, nguyện đem phước này thường tu phạm hạnh, học bát nhã ba la mật đa thâm sâu, đem tâm quyết định vì loài hữu tình hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Những người cung nữ của vua nghe Phật thuyết pháp đều sanh vui mừng phát tâm bồ đề, đều cởi áo báu và chuỗi ngọc anh lạc dâng lên cúng cho công đức bảo vương Như Lai. Vua đem đài báu và tòa sư tử dâng lên Phật mà cầu xuất gia. Lúc đó Đức Như Lai khen ngợi trị thế: vua được như vậy thật quý thay, những gì làm hôm nay chẳng trái nguyện xưa, nên xin tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự và bát nhã. Chư Phật quá khứ nhờ tu pháp này mà chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chư Phật vị lai cũng lại như thế. Bấy giờ trị thế lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành bố thí có khác với bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật bảo: chỉ thế, nếu bố thí không có trí tuệ ba la mật đa thì chỉ được gọi tên là bố thí, chẳng phải đến bờ kia. Phải do trí tuệ ba la mật đa mới được gọi là bố thí đến bờ kia. Tịnh giới, nhẫn nhục, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã cũng như vậy. Vì sao? Vì tánh bát nhã ba la mật đa thâm sâu đều bình đẳng. Khi Đức Phật thuyết pháp thậm thâm này, vua liền chứng được vô sanh pháp nhẫn. Phật bảo: tối thắng, thiền vương nên biết các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu phải như vua siêng cầu chánh pháp kia. Vua chuyển luân khi ấy là Phật Nhiên Đăng, còn ngàn người con kia chính là ngàn Phật thời hiền kiếp. Tối thắng bèn thưa Phật: bạch Thế Tôn, làm thế nào mà các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu tu hành mau thành đạo đại Bồ Đề? Phật bảo tối thắng: thiền vương nên biết các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tu tầm tử vân vân, không làm tổn hại các hữu tình, siêng năng hành tất cả ba la mật đa và bốn nhiếp sự, bốn vô lượng tâm và pháp phần bồ đề, tu học phương tiện thiện xảo của thần thông với tất cả pháp lành đều tu viên mãn. Nếu các Bồ Tát tu hành như vậy thì có thể mau thành đạo đại Bồ Đề. Đạo Bồ Đề ấy gọi là tín tâm, tâm thanh tịnh, tâm xa lìa sự dối gạt, tâm tu hành bình đẳng, tâm thí vô úy. Dù các hữu tình hoàn toàn gần gũi xin tu hành bố thí thì quả báo sẽ vô tận, thọ trì tịnh giới mà không có sự chướng ngại. Tu hành an nhẫn, xa lìa các sự giận dữ, siêng năng tinh tấn thêm thì sự tu hành dễ thành tựu, có tịnh lự thù thắng, chẳng khởi tán loạn, đầy đủ bát nhã, sẽ thông suốt hoàn toàn. Có đại từ nên làm lợi ích hữu tình, có đại bi nên quyết không thối chuyển, có đại hỷ nên thường làm vui lòng người khác, có đại xả nên không khởi lên sự phân biệt, không còn ba độc nên lìa các trông gai, chẳng đắm giác thành hương vị xúc, cho nên diệt trừ các sự hí luận, không có phiền não nên xả lìa sự thù oán, xả bỏ niệm của nhị thừa nên tâm rộng lớn, đủ trí nhất thiết nên thường xuất ra nhiều thứ báu. Thiền vương nên biết các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tu hành như vậy thì có thể mau thành tựu đạo đại Bồ Đề. Tối thắng lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu hiện ra hình tướng nào để giáo hóa loài hữu tình? Phật bảo tối thắng: thiền vương nên biết các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa thâm sâu hiện ra hình tướng không nhất định. Vì sao? Vì tùy theo sự ưa thích, Bồ Tát liền hiện ra hình tướng như vậy, hoặc hiện ra màu vàng ròng, hoặc hiện ra màu bạc, hoặc hiện ra màu pha lê, hoặc hiện ra màu lưu ly, hoặc hiện ra màu thạch tàng, trừ tàng, mã não, hoặc hiện màu trân châu, hoặc hiện màu xanh, vàng, đỏ, trắng, hoặc hiện màu ngọn lửa, mặt trời, mặt trăng, hoặc hiện màu đế thích, hoặc hiện màu phạm vương, hoặc hiện màu sương tuyết, hoặc hiện màu thư hoàng khoáng chất, hoặc hiện màu châu đan, hoặc hiện màu mưa hoa, hoặc hiện màu hoa chiêm bát ca, cây hoa sắc vàng ròng, hoặc hiện màu hoa tô mạt na, hoa màu vàng trắng, hoặc hiện màu hoa sen xanh, hoặc hiện màu hoa sen vàng, hoặc hiện màu hoa sen đỏ, hoặc hiện màu hoa sen trắng, hoặc hiện màu trời công đức, hoặc hiện màu con thiên nga, con công, hoặc hiện màu ngọc san hô, hoặc hiện màu châu như ý.
hoặc hiện màu cõi hư không tùy theo màu của trời người đều hiện ra theo loại ấy. Thiên vương nên biết, Đại Bồ Tát này đều có thể thị hiện tùy theo sắc màu, hình tướng sai khác của tất cả hữu tình trong hoàng hà sa số thế giới khắp mười phương. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, có thể nhiếp hóa khắp tất cả hữu tình, cho đến chẳng rời bỏ tất cả hữu tình. Vì sao? Vì tâm hành của tất cả hữu tình khác nhau, thế nên Bồ Tát thị hiện nhiều thứ. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này ở đời quá khứ có nguyện lực lớn, tùy theo các hữu tình ưa thấy thọ hóa liền thị hiện thân mà họ muốn thấy, như trong gương sáng vốn không có ảnh tượng, nhưng tùy theo thể chất tốt xấu đều hiện tất cả. Nhưng gương sáng này cũng không có phân biệt. Cơ thể ta sáng sạch có thể hiện được cái sắc. Như vậy Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, không có tâm phân biệt, tùy sự ưa muốn mà thị hiện, cũng chẳng phân biệt ta có thể hiện thân. Thiền vương nên biết, các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, tùy theo thánh chúng ở trong chỗ ngồi, tâm họ ưa thích, được thấy thần nào thuyết pháp thì Bồ Tát hiện ngay thân ấy vì họ thuyết pháp, nghĩa là hoặc thấy Phật, hoặc thấy Bồ Tát, hoặc thấy Độc Giác, hoặc thấy Thanh Văn, hoặc thấy Phạm Vương, hoặc thấy Đế Thích, hoặc thấy Đại Tự Tại, hoặc thấy Tỳ Giác Na, hoặc thấy Hộ Thế, hoặc thấy Luân Vương, hoặc thấy Sa Môn, hoặc thấy Dị Đạo, hoặc thấy Bà La Môn, hoặc thấy Sát Đế Lợi, hoặc thấy Vệ Xá, hoặc thấy Thú Đạt La, hoặc thấy Trường Giả, hoặc thấy Cư Sĩ, hoặc thấy ngồi trong đài bóng, hoặc thấy ngồi trên hoa sen, hoặc thấy tại đất, hoặc thấy bay trên hư không, hoặc thấy thuyết pháp, hoặc thấy thiền định. Thiền vương nên biết, Đại Bồ Tát này tu hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, vì cứu độ hữu tình nên không một kiểu hình nào và không một oai nghi nào mà không thể hiện được. Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu giống như hư không, không hình không tướng, khắp mười phương thế giới không chỗ nào không có, lại như hư không lìa các hí luận. Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu cũng lại như vậy, vượt các ngôn ngữ. Lại như hư không, đời sống phải cần, với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu cũng vậy, tất cả thánh phàm đều chung thọ dụng. Lại như hư không, xa lìa các sự phân biệt, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu cũng lại như vậy, không có tâm phân biệt. Lại như hư không, dung chứa các sắc, Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng dung chứa được tất cả Phật Pháp. Lại như hư không thường hiện các sắc, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu cũng thường hiện ra tất cả Phật Pháp. Lại như hư không, tất cả cỏ cây, thuốc thang, hoa quả đều nương vào đó mà tăng trưởng. Cũng vậy, tất cả căn lành đều dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu mà tăng trưởng. Lại như hư không, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, chẳng phải pháp để nói năng, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu cũng lại như vậy, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn để các ngôn ngữ, thế gian Sa Môn, Bà La Môn vân vân, cho đến Đế Thích Phạm Thiên chẳng thể nghĩ lường Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu được. Thiền vương nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không có một pháp nào có thể làm ví dụ được. Nếu các thiện nam thiện nữ vân vân tin thọ Bát Nhã Ba La Mật Đa thì công đức đạt được không thể nghĩ bàn. Nếu công đức này có hình sắc thì có hư không chẳng chứa hết được. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu sanh ra tất cả thiện pháp thế gian và xuất thế gian, tất cả chúng trời người hoặc vua trời người, bốn hướng bốn quả và các độc giác thập địa Bồ Tát Ba La Mật Đa, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, nhất thiết trùng trí lực vô sở úy và 18 pháp Phật bất cộng vân vân đều hoàn toàn dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu mà thành tựu. Khi thuyết pháp này, 5 vạn Bồ Tát chứng được bất thối truyền, 1 vạn 5 ngàn chúng thiên tử được vô sanh pháp nhẫn, 1 vạn 2 ngàn chúng trời người xa lìa trần cống sanh mắt pháp thanh tịnh, hàng hà sa số là hữu tình phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, trên hư không trừ thiền trỗi các kỹ nhạc và giải các thứ hương hoa đẹp của cõi trời để cúng dường Như Lai và Bát Nhã thâm sâu này, lại có vô lượng trời rồng dược xoa kiện đạt phược a tố lạc yết lộ trà khẩn nại lạc mạt hôn lạc già người chẳng phải người vân vân, cũng giải các thứ hoa và những vật báu cúng dường Như Lai và Bát Nhã thậm thâm. Khi đó trời rồng và những chúng khác chắp tay cung kính đồng thanh các tiếng khen ngợi Phật. Hay thầy, Thế Tôn đã hoan hỷ thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy. Thế quyển thứ 571.